Kính chào quý bạn và các vị, mình vừa học được cái câu này của một ông trên YouTube. Mình học ông đó ông nào mình cũng không biết luôn. Mình thấy vui vui, mình bắt chước mình nói theo. Thì đây hôm nay mình trở lại với chuyên đề là chế cháo, thì mình chế một cái máy nghe nhạc Bluetooth tự chế mini giá rẻ. Đó. Thì cái tổng cộng cái này luôn, nếu chúng ta mua cái này luôn thì khoảng chưa đến 100.000, khoảng 70.000 nha, khoảng 70.000 Việt Nam đồng. Chúng ta chế được khoảng mạch là USB Bluetooth nghe chất và lớn 2 kênh, sử dụng nguồn USB 5V. Đó thì mạch này mình dùng những cái gì? Thì đây mình sử dụng một cái USB Bluetooth. USB này mình bán với giá là 30.000 một cái. USB Bluetooth mình bán với giá 30.000 một cái. Đây, mình đang cầm trên tay đây. Bạn đang thấy đây. Một camera không thể nét được ạ. Đấy. Đây là giải anten đây, các bạn cứ mang mua về bạn mở ra, bạn bỏ đi thì mình lực cái đương nhiên phần như thế này. Phần này là phần tai nghe nó đưa ra âm thanh đưa ra. Thì mình sẽ kết hợp với mạch thứ hai là mạch 38403 BM8403. Mạch này giá là 20.000 một cái. Thì tổng cộng cái này ta chỉ mất có cái này 25.000, cái này 30.000 là 55.000. Và một vài sợi dây điện chúng ta hàng lại là chúng ta dùng được mạch âm thanh Bluetooth. Thì đây thì dùng hàng như nào? Thì các bạn hàng đầu tiên bạn hàng nguồn cho cái mạch 38403 trước, thì chúng ta hàn vào dây một chân số 1 và chân số 5 của cái đầu USB này là cái đầu nguồn đấy. Thì chân số 1 đây, chân số 1 và chân số 5, bạn thấy đây, dây trắng là âm và dây đỏ là dương. Các bạn nào có muốn hỏi về cái này thì các bạn lên trên YouTube, bạn lên trên qua Google, các bạn search làm thứ tự chân của đầu USB, các bạn sẽ nhìn vào bạn ấy và các để mà các bạn xác định cực âm cực dương. Hoặc là các bạn mở cái gì phải không? Các bạn ghim điện vào trực tiếp qua ghim vô đây luôn. Đó, ghim vô vậy luôn, các bạn cắm vào ổ điện. Khi nó sáng đèn, các bạn lấy cái đồng hồ bản năng, các bạn đo thì biết là âm và cực dương. Ok, đó, nói như vậy xong mà khi xác định được âm cực dương thì các bạn nói qua song song qua cái mạch 38403 này để cho cấp nguồn cho mạch. Rồi về âm thanh của mạch này, về âm thanh vào thì các bạn sẽ nói cái chân L chân R là chung nhau cho mình ha. Tại vì ở đây mình làm mạch lo chế, các bạn nếu các bạn không muốn nói như vậy thì các bạn hàn thêm một cọng dây riêng nữa, nhưng mà ở đây mình không làm như vậy, mình hàn chung lại cho nó vậy luôn. Mình không thích nghe hai kênh làm gì, nghe kênh thôi. Thì các bạn sẽ hàn chân L và chân R lại, không có nét được hả? Điện thoại cùi với ta. Các bạn thấy không, mình hàng chân L chân R lại, các bạn thấy không? Đây xe điện mình nói tắt từ đây qua đây đây. Đó, bạn thấy á. Đây, nói từ hai cái đầu này lại là chân âm thanh á, nó lại chơi chung một nguồn thôi. Và từ chân này, chân L hoặc chân R đó, các bạn sẽ nói một cộng dây qua bên cái đầu đầu tiên của cái phần này, phần dây tai nghe này. Đây là một trong hai dây âm thanh, chân này hoặc chân này cũng đều được hết. Đây bạn thấy mình nói không? Đây qua đây, bạn thắc mắc cứ liên hệ mình nha, thắc mắc cứ hỏi mình. Đây rất là dễ thôi, có gì đâu, nói hai chân lại với nhau xong rồi nói đặt này qua bên chân này và nói cái chân âm này sẽ vào cái chân đầu tiên này, chân đầu tiên, vì khi dắt tai nghe nó cắm vào thì cái chân sau cùng sẽ là chân đầu tiên của cái dắt này đó. Nó vào đây, nó qua như vậy. Đây các bạn kiếm hộp bạn để vào, đưa cái đầu này ra là quất, hoặc là các bạn nào tinh tế nữa, các bạn nhét được cái này vô trong cái USB Bluetooth luôn là rất là hay đấy. Nếu các bạn hàng nhỏ bạn sẽ nhắc được luôn, mà đây mình hàng hơi bị to nhắc không được. Đây bạn hàng dây điện nhỏ và điện nhét chung vào luôn thì khá là tinh tế đấy, không phải chuyện đùa đâu. Thì ok, mình sẽ thử cho mình xem. Thì đây là hai những dây lo ra đây, ta sẽ có hai cái kênh ra đây, đây out đây, đèn kênh và đèn kênh, thì mình sẽ nói vào lo 3W, nhưng thực chất nó hát khá là lớn đấy. Đầu tiên mình sẽ cắm vào, mình sẽ lấy điện thoại mình kết nối Bluetooth. Mình sẽ lấy điện thoại ha, bạn đợi mình một tí.
Bạn nói gì lo vào, mình nói gì lo vào. Mình trong đây dùng lo thôi. Nếu bạn nào dùng thêm một lo nữa thì còn dây lo nè, mình dùng luôn. Đấy, không gì đâu. Một lo vẫn được thôi, hát còn vẫn sùm trời đất. Rồi nguồn thì bạn dùng nguồn 5V nửa ampe được rồi, không cần lớn đâu. Mặt này nó đâu ăn điện được nhiều. Đó, ok ha. Tính tình rồi đây. Dùng này ta mở Bluetooth lên, ok, tụi nó nín. Đó, bạn vào kiếm cái file lên, lên mạng coi kiếm nhạc rồi hát chơi. Đây lên mạng này, lên YouTube đấy. Gõ nhạc gì đây, nghe bài nào đây. Like, the like, bye bye đồ chơi. The lap rồi sao? Không phải, này không phải là bài nhạc à? Không phải thôi. Mình nhớ có bài nhạc là like mà ta. Nhạc giật, remix, nhạc liên quân, nhạc liên minh, nhạc gì đây? EDM đúng rồi. EDM à. Đấy. Nghe chưa? À, phân mới có 13, lên 30 ha. Lớn quá hát không nổi. Lớn quá hát không nổi. Quen khoảng 28 thôi, bạn cái nguồn này không không nổi rồi. Rồi, máy bị cùi rồi. Bị dính Bluetooth rồi. Bạn kiếm cái cục nào đó nó rồi dính Bluetooth luôn à, quá hết lên rồi. Bạn để mình tí mình sửa máy rồi. Ok, mình đã tiến hành thay thế cục nguồn này có 5 ampe thành cục 2 ampe cho nó hát lớn xíu tí. Nhớ đây là một chỉ là một kênh nha, chúng ta còn một kênh nó chưa dùng á, đây mình còn một kênh nó chưa dùng á, bạn lấy gắn thêm một cái lo nữa là hát banh banh cái phòng của bạn các bạn luôn đấy. Bạn bao quá thôi, bạn hát được cái phòng bạn mình đang ngồi nghe khá bị chót lỗ tai rồi đấy. Bạn thấy là đây chỉ là một kênh đúng không, một kênh còn mình còn một kênh nữa mà, mình còn một kênh này, mình chưa có nói vào dây này. Mình thấy đây, mình cho bạn thấy nó hoạt động như thế nào. Đây, khi mà chúng ta kết nối Bluetooth rồi, nó sẽ đèn sẽ sáng không có chớp, khi mà chưa kết nối nó sẽ chớp. Đây sáng như này. Và khi âm thanh truyền qua sẽ qua cái mạch này và phát đại lên thôi chứ không có gì hết, không có gì gọi là cao siêu. Đây cái lo mình thôi chứ không có gì ha. Rồi. Sẽ kiếm một bài nhạc khác cho bạn xem nữa nè. Hát trời đất chơi nè. Ok, video mình đây kết thúc ha. Các bạn thấy hay like, subscribe kênh giúp mình. Mình là sáng tạo điện tử, các bạn muốn mua cái mạch này thì cứ liên hệ mình nha. Mạch băng nó không bao nhiêu Bluetooth, bạn nghe các bạn hàng lại với nhau hoặc là kêu mình hàng luôn cũng được, mình giúp các bạn mình hàng luôn. Nhờ các bạn cắm điện mà bạn cần xài thôi. Nó Bluetooth đàng hoàng.
Hát lớn đàng hoàng, bạn thấy hát lớn không? Lớn cái bộ đúng không? Có cái là không có nút bấm, không có remote như cái mạch làm sẵn thôi, đúng không? Mà mình dùng cái này, mình đang xài đồ chế mà mình cần gì phải những cái chức năng như vậy, mình chế được những mạch như vậy là mình đã kết hợp đúng, kết hợp triệt để những cái thứ mà rẻ nhất mình có thể làm được, đúng không? Thì đây đúng là rẻ nhất rồi, nó có gì đâu, đâu có cái gì mắc tiền đâu, 55.000. 55.000 cho mạch này mà hát như vậy đấy. Bạn thấy gì có đúng chất hay chưa? Bạn cứ comment cái ý kiến của bạn dưới cái video của mình. Bạn cứ thấy hay thì bạn like, subscribe kênh giúp mình để mình có động lực mà làm nhiều video mới hơn. Đây mình sẽ tận tử chào mọi người. Chúc người một ngày vui vẻ.